Chào cả nhà. Hôm nay nhóm mưu sinh tiếp tục đi săn bắt ngày mới. Anh Hồng ở dưới kia kìa. Anh Hồng ơi. Hello. Ở đây là đang ngay cái bụi chuối. Gặp cái bụi chuối huyền thoại. Mùa nước cũng như mùa khô. Đang là có bự ạ. Ờ, đó. Thấy không? Trời đất ơi. Cái gì chưa? Cái này rất giống diễn nữa rồi. Nó ăn chuột mà. Cái này em nói nữa quý vị ơi. Cũng nhiều khi em nói cũng có một số là fan hâm mộ là hơi bức xúc. Nhưng mà em nói cho một số bạn được biết á. Nói ở đây nói em diễn để mà câu view của quay phim. Không có đâu. Nói hàng nè 5 con 10 con nó dốc nó láo. Thì mấy cái bạn đó chắc có lẽ là không có biết là đi săn bắt ếch rồi. Nè, mình cho cái nhà coi con ếch đồng gạt kia luôn nè. Đi lên đi anh, còn ếch. Hết ăn rồi. Nói mua rồi diễn. Ếch gì mà ra mua. Đây nè, con ếch nó mạnh như trâu vậy đó. Ếch diễn đâu vậy, nhảy nổi luôn. Ếch diễn mà nhảy nổi được. Cái nhà thấy con ếch đồng mình chưa? Ếch đồng gạt kia, ếch đồng luôn nè, thấy không? Đó, diễn chỗ nào đây? Tại cái bạn đó không có biết là cái thời điểm nào để mà con ếch nó tập trung vô hang nhiều á. Mà cái này không nói nha, em không nói, em cũng không cho anh nói luôn. Nhưng mà nói ra cái là quỷ diệt hết trơn luôn. Chỗ nào cũng biết hết trơn. Không được. Mình là ngày của mình là từ đó giờ ngày nào ếch đào gắn là ngày của mình từ nhỏ lớn luôn. Cò bọng rồi là chân bắt rồi của mình. Ai chơi mùa nào ếch ra sao? Ếch giòn, ếch không giòn, ếch ở hang bờ ruộng ở là sao, ở hang cua là sao, mình biết cắt ngành luôn. Bởi vì chỉ có những cái người săn bắt mà thật thụ á là mới biết được ếch lúc nào nó giòn, ếch lúc nào nó không giòn, tùy theo trên cánh đồng. Tùy theo mùa đó nữa, tùy theo mùa. Phải đâu. Con đầu tiên. Tiền đâu. Mới chào cả nhà con gái thì tới liền. Để em đi trước á. Anh gặp cái hang nó kêu ọt xuống cái mình kêu quạt lụm có nè, có kêu nữa có. Gió này lạnh nó kêu nổi hả. Một con nữa, ảnh đang đào làm lẹ quá, cái này theo yếu hết quá không bật máy được. Chỗ cao này ít gì vừa không có hai con em bé với em bồng bông. Gì bồng bông nữa hả? Con này tầm khoảng cỡ gần 2 lạng đánh cái bồng bông. Bữa nào em lên lo cho đa em tìm cái căng nữa kìa. Chứ mà căng kỹ rồi. Cái bãi chiên trường này là cũng của nhóm mưu sinh mình nè. Mấy bữa trước á. Có là nào. Dấu tích. Rửa đen mới được cái nhai. Quá lục rồi. Nào không có ít rửa đen mình nặng. Mình kiếm ít bự rồi. Kiếm đồ bự rồi. Nó lục nhầy hết trơn rồi. Giờ mình rửa đen rồi. Thẳng mình rửa đen mình ăn cơm luôn. Cắt cái gì cũng không đứt cái gì. Cắt cái gì là cắt cái gì? Cắt lá chuối. Cắt lá chuối à? Lan này bắt mùa này nữa là bỏ lan là được rồi đó. Tiết kiệm được mùa nào đó mùa nấy. Nó còn cái thất lử tháp có chút xíu à. Nhiều năm lắm rồi, đi theo nhiều năm lắm rồi. Bữa nào đi nó cũng ổn. Bữa nào đi là bữa đó có vũ à. Bỏ nó thì nó ổn. Nó trung thành với mình mấy năm. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Đào từ sáng giờ anh em đói rồi. Ăn cái rồi mình kiếm cái khác chứ. Mới vỗ đen cái sạc luôn rồi, đói rồi làm luôn, thẳng làm luôn để mình hên có con vô hang bự cái đầu cực lắm. Bữa nay tiếp tục anh em ăn cơm hộp.
Tại lâu lâu ăn cơm hộp cũng ngon, ăn cơm nhà hoài cũng ngán. Cơm hoài với cũng ngán, giờ đi ăn phở hả? Em hắn bóng nè. Chú giò nè, chú giò bưng nè. Thấy không? Thì dặn lên con, con này bự. Chú này cũng trọng chứ không có nhỏ. Ốc. Ốc chỉnh men. Ốc nhóc luôn. Khúc này thì không có quán đá luôn. Nó cọc tay lấy đi đó, cái chuyện nhảy á. Kích rồi, như em nhìn là không có được bự không, nhìn hang là biết nó giòn còn hết rồi. Rồi cặp bạn của người ta được cái được cái. Ủa cái này sao mà được bự cái nhỏ vậy? Con này mới có 13 tuổi, con này tới 17 tuổi. Mày nghe, mày chết quyến rũ con nít người ta. Mày chết. Mày hả mày? Mày bị... mày lớn à, mày quyến rũ con ta rồi. Thấy là... con. Thế là mày đã bị bắt. Mày đã bị ở tù. À, hai con đào vô có mấy cái. Biết có hết rồi kìa. Dấu thằng lên. Dứt không? Đây. Gió bắt gió không thổi, thổi dắt vô thổi tới Tết luôn á. Teo râu. Ký cho dở lên coi. Nhiều lắm rồi nè. Trời, ký hơn ký rồi. Cái gì lấy ra đó hả? Nhanh ghê vậy. Không lấy cái bóng sao? Khờ rồi, đâu có còn. Cái. Cái. Tiếp theo. Giống vừa lâu trước kìa, con ếch mà. Con ếch mà nó con ếch bự bóng ra cái anh lấy tay anh khều vô, anh quạt nó vô bóng. Bóng cái kinh anh quạt lên, bóng cái kinh nó quạt lên thấy không? Chứ ghê không? Đồ quá đồ lại. Nó đi không đó. Không được. Múc nước lên anh. Lẹ, cực kỳ lẹ. Lộn. Lẹ hơn anh nhiều luôn. Tức hết nãy. Không nhận. Anh Hùng không tha cái hang nào. Tới mà hang chán nhờ anh mà anh còn đào còn lên. Nó có mùa chuyên gia là tại vì biết sao nhắn nhở mà chờ anh đến nó không có đi, con ếch nó không có đi ăn. Cái này đặt anh là chuyên gia bắt ếch rồi.
hai hang nhá nhà anh, làm hai vợ chồng nó. Đâu ba con với hai vậy? Nhảy ra con chụp không kịp. Nhảy ra con em bật máy của kịp đâu. Hang ba con. Chà, nhưng nhà anh nó vụ hai vợ chồng mày vụ tao hả? Đúng lẹ thiệt. Mà công nhận cái hang gắn nhà anh. Nhảy nhà anh. Thua. Có dấu là lụm mà. Thua, thấy hang gắn nhà anh mình đào đã cũng khô luôn. Nó chà lạnh á, nó không có đi ra, nhấn nhà anh bò vô đóng hang. Chắc thử được hang này hang hết. Dấu cỡ này mà làm sao mà không có hết được. Dấu kinh luôn mà nè. Dấu kinh luôn mà, kinh hoàng luôn mà. Làm sao mà chạy khỏi, tao tử thằng. Nhấn nhện đó nè. Nhấn nhện đó nè nha. Đâu, có thử rồi. Úi dạ. Bữa nay mà dán nhện mạnh lên nữa là kêu là anh là chuyên gia bắt ếch luôn rồi đó. Nhấn nhện nào. Dấu cái cỡ này hỏi cũng có không? Nè, ướt nhẹt nữa nè. Có không? Chạy đâu cho khỏi nắng. Chắc lòi, em thấy chắc lòi. Có không? Là liền thấy không? Tài thiệt chứ. Nhấn nhện hả? Chuyên gia bắt ếch. Ủng. Ngút nước lên anh. Dính nước. Siêu đó. Mới có hai cái. Nó chỗ đây nè, nó chỗ đang hang nữa nè. Ừ. Đau kịch kịch hai cái nhảy ra. Chụp chụp hút mới được miếng nước chứ bộ giỡn làm sao? Nhện anh lấy kiều ra nè, nó còn màng này thấy không? Còn đống nhãn nhện ở dưới đó. Để thử anh Hồng anh đào cái nhãn nhện. Đó, một con ba đây không? Nhảy rồi. Rồi, nhảy con này nằm trên chỗ này nè. Đúng rồi. Không phải con một đâu. Đúng rồi. Còn nữa. Anh là thiên tài bắt ếch nè, chạy đừng nào. Đâu còn cái khơi em anh bắt ngát ra luôn nè, đúng chưa? Ê. Thiệt tài chứ, chuyên gia bắt ếch rồi quý vị ơi, quá đẳng cấp. Sợ anh chưa? Quá đẳng cấp. Hang gián nhện, hang bị đóng gián nhện hai con luôn, gan con rồi đấy. Con nhảy gan con rồi, tài thiệt chứ. Rồi bái phục. Rồi đó, cả nhà cái thấy mình diễn hay mình đào? Mình đào chơi thiệt không à? Đời sống của mình không bao giờ diễn đâu. Chạy nè. Giống nữa. Chán nhện nè. Chạy trời khỏi à. Đừng có dụ tao giống nãy bay gãy dèo. À, mới vừa nhắc tiếng. Yeah. Mới vừa nhắc cái vụ mới đào hai ba cái sẽ sưng lên cho chuyên gia bắt ếch một cái này chắc tước quá, tước danh hiệu chuyên gia bắt ếch rồi. Chuyên gia phải chứ ấy à, kêu là chuyên gia phát hiện ếch chứ mà không có chuyên gia bắt ếch. Tại này nó nhanh hơn anh thôi chứ anh có tờ chậm đâu. Chuyên gia phát hiện ếch. Tới nữa gì không khum vậy. Ở đây dữ lắm nè, cái bờ chỗ này mới nhảy con nè, giờ anh lại tới đó có hang ở đâu nữa kìa. Đâu nữa biết có không hay nè, coi hang kìa. Tới nữa hả vậy? Đâu? Dấu ghê chứ. Nước nhẹp nè. Khỏi cái này không cần phải bàn cái nữa. Hết chui, anh bự hình nhỏ thôi, cái chân bắt không được. Kè đáy luôn kìa, kè thấy đáy nó đáy, nước gãy ra luôn kìa. Đây là cái đầu. Đúng rồi, phải không? Em thấy nước nó chảy xuống rồi. Nó. Con này con nhặn, nó dư nước tiểu thiệt. Hàng con. Hello, giờ mới biết con ếch được kìa.
ớt nhìn ớt cái mình ớt mà bự hay nhỏ là nhìn cái địa hình là biết liền, nhìn hang đó. Cái hang cái nãy chà bá hang ớt nhỏ xíu, mấy cái địa hình như thế này thì ớt bự rất là hiếm, nhưng mà cũng có nha chứ không phải mà không có, mà lâu hiếm. Lâu có con bự, lâu lâu mới có con bự. Còn trong nước kìa. Trời ơi nó bự. Đăng 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 đăng. Múc nước lên nè. Thấy lỗ nhỏ trong ngoài ngợn ít bự. Nhảy cái ủng. Cây này khá là đẹp. Có ai mua em bán cho nha. Tỷ gử. Cây này bán cả 1 tỷ được rồi anh ơi. Tỷ gử hay mắc. Cây gáo giữa đồng. Cây này hai người ôm. Buồn nào chuột chơi chứ nào gì vậy? Nhảy gà. Nhảy gà em đá tới em đá luôn. Ít đực cũng làm cho dữ. Ủa còn hang này nó nhảy gà thơm chơi. Coi coi có hang dọn nữa không? Còn mấy bên bển á, hai hang luôn hả? Rồi dù đó lỗ chuột coi gì, hết con ếch bự nè, cầm đây bắt con cắn chung, con cắn chung nè, cắn chung bự lắm, cầm anh nha. Bữa nay thì mà bắt cắn chung bữa đây cho nó phiêu coi. Đúng nó không? Đúng. Cứ qua đây là con dòm thấy liền hả? Thấy cái này thấy nó chưa? Đây nè. Đâu? Đâu rồi, đâu rồi? Kìa. Nó chung bự. Nó lúc đầu nó rút qua đây. Nó rút lên đâu, rút lâu vậy, rút về đây nè. Anh bắt tay luôn nha, khỏi áo rồi nha. Không khỏi áo luôn, liều mạng. Đó, tới rồi đó. Bắt nó đi, bắt nó đi anh. Nè, nắm ngay cái đầu nó. Đầu nó đâu rồi? Đít. Đít nó nè, sao đâu, kéo kéo cái đầu lên. Cái đầu dưới kia kìa. Nhẹ nhẹ. Lấy tay kia đâu, tay kia gỡ cái đầu nó. Coi. Coi chuyên gia bắt ếch rồi đi bắt rắn. Cái đùi nó có gì đâu, cái đầu kìa, chụp cái đầu đi. Anh dính cái đầu rồi. Mày dính cái đầu thì bắt luôn đi, cầm đầu đi. Coi đầu, đùi nó có ấy gì đâu. Bữa đó thằng Thảo nó ấy cho anh coi rồi đó. Không có gì đâu. Rồi anh dính cái đùi luôn rồi. Nó hạ hỏng kìa. Cầm chắc đi. Rồi buông ra nữa rồi. Anh kiếm cái này đàng hoàng, cầm đàng hoàng mới được. Cái đùi nó không có gì đâu, nó quơ quơ lên vậy thôi. Anh cầm cái đầu, chú ý cái đầu á. Con này hung đó. Nó hạ hỏng là con này hung đó. Đúng rồi. Mình đã giả lên đi. Mình đã thành công rồi cả nhà ơi. Mình đã thành công rồi. Thay không là nghe. Mình đã thành công rồi. Giờ lên coi, dè lên coi. Yeah, mình đã thành công rồi. Anh đứng mà anh khụp cái lưng. Mình thấy không á cả nhà. Mình rút cái ra luôn đó, mình liều mạng luôn đó. Mở bị. Mở bị. Rồi em cầm tay vậy, mở bị. Ừ. Từ. À, mình đã thành công rồi. Anh bỏ nó vô đi. Ừ. Cái đuôi
để vô cái đuôi, vô cái đuôi xong rồi lắc qua với cái đuôi. À, mình đã thành công rồi. Bắt là cắn gần nhau, chịu đựng đi, muốn gớt cái tiền ngoài. Này là không có diễn nha quý vị. Có mấy quý vị nào mà mới từng coi mà Mưu Sinh Miền Quê thì chắc có lẽ là chưa có biết là anh Hùng anh sợ cái gì. Còn mà có mà quý vị mà đã từng xem rồi thì biết anh Hùng anh sợ cái loại này rất là sợ. Bữa nay anh vượt lên chính mình luôn rồi. Bạn bị nói quá nói rồi. Chứ tiền cũng gắt rồi. Hết rồi. Còn con hết nữa không? Nó đi vô nãy là nó ăn hết á mà nó chưa kịp ăn con tới mình tới. Nè dấu vỏ hết nè, cưng coi nè. Coi dấu vỏ hết nè. Nè nó vô gõ gạn, vô lụm hết mà chưa gì trơn thì mình tới. Nè ăn đây nè. Nè hàng nó qua đây nè. Mua gớt trái tiệm ra ngoài luôn. Ngon. Rồi. Ngon lành rồi. Gung gung á. Gung cà bất cà bất. Rồi nay thấy vậy là vượt lên chính mình được rồi đó. Chưa, vẫn còn gung. Chưa nữa hả? Còn gung. Vậy là bắt thêm vài con nữa hết gung. Được rồi. Giá giá vào đây đẳng có thêm 2-3 con nữa cho anh hết gung. Cái này muốn bứt cái bờ luôn, đào lại. Mà nếu mà mình không đào bắt nó là cũng nữa. Nó cũng đi nước à. Còn hơn đó nữa. Ừ, nó quậy giết lỗ cho bá. Mình đào rồi mình ấy hang lại, đắp bờ lại cho nó kín. Tới giờ còn hơi gung gung á. Thôi bắt được con cá chung rồi anh Hùng ảnh mà sợ rồi anh về luôn rồi. Tới đầu gặp nữa mà con gắn này bự thiệt hết thế. Quay cái chiều ngang lên ra chiều ngay chiều cái bản ngang anh. À, rồi quá trời biết cái mặt chó anh luôn rồi. Gắn thiệt con, gắn chung thiệt con, bữa nay cắn gắn đều mẹ luôn. Bắt tay cầm cái đầu nó cầm gì mà cái này làm gì nhờ đi làm YouTube đó mới gắn trùng mới bị bắt chứ phải mà không đi làm YouTube dám dạ. Đi đào gặp mấy gắn trùng là gặp gắn trùng là lúc trước bà xã mình đi đeo gặp gắn trùng bà xã mình bắt. Còn bà thả mà bữa nào bà không đi không á gặp bỏ không đi là gọi còn đó còn đó màng lớn mà có khi nào cũng gắn trùng lớn nữa nè anh cũng không bắt luôn rồi. Dạ. Anh không dám bắt mấy bà kinh này là đó gắn trùng dữ lắm. Rồi vậy tạm biệt cả nhà, hẹn lại video sau.